Rồi, thank you. Cái gì đó? Cái gì nhỏ thôi, dễ bự quá. Cái gì to? Quay xong mình chụp hình với rồi ăn đi ăn. Breakfast. Cả nhà ơi. Rửa chẻ cho ba trứng đi. Ăn trứng này nữa. Mời cả nhà ăn chung. nước chấm này, nước sốt này. Cái nước là bánh bột mà. Nè, ta phân cà chai. Mời cả nhà. Lấy tay với chấm. Như lấy cái cầm tay. Mời cả nhà. Cái từ nó nghe bực mình ghê. This family.